Kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình trên kênh Tin Mới. Chúc quý vị và các bạn thật nhiều sức khỏe để đón xem những thông tin mới nhất, nóng nhất và chính xác nhất mà kênh Tin Mới mang đến cho quý vị. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Kính thưa quý vị khán giả, bão Nisat và gió mùa đông bắc đã hình thành cùng thời điểm. Hai ngày nay, mưa lớn tiếp tục xảy ra ở nhiều quận và thành phố ở Đài Loan, bao gồm lũ lụt ở làng Kishian và các khu vực khác ở Jilan. Sự cố sập đường thứ 7 ở Đài Loan và đường Shen Cheng ở Takiba bị sạt lở trên diện rộng. Ngay tại quận Xinji, Đài Bắc đã xảy ra một vụ sạt lở làm nước mưa tràn vào nhà dân. Xinji, thành phố Tân Đài Bắc trở thành khu vực thảm họa và xảy ra sạt lở đất trong biệt thự Aeron Villa. Những ngôi nhà bị hư hại và một số cư dân phải đi sơ tán. Bão Nisat lại tiếp tục gây mưa lớn trên diện rộng khiến đường Hoshin 1 quận Kidu, thành phố Keelung bị sạt lở và sụp đổ vào sáng nay, nền móng có khả năng là sẽ tiếp tục bị sạt lở mở rộng hơn nữa. Nền móng đường nhựa do đã ngấm đủ nước nên ngày càng mềm hơn. Hơn 10 hộ gia đình sinh sống tại khu vực này đang bị mắc kẹt. Ủy viên Hội đồng thành phố Keelung Jang Geun-yui cho biết khu vực đường Hoshin bị sập rộng khoảng 10m và sâu 20m. Do mưa lớn liên tục trong 2 ngày qua nên những tảng đá rơi dưới đường tiếp tục sụp xuống, 30m xung quanh khu vực này có thể sẽ lại sập xuống bất kỳ lúc nào. Tôi hy vọng chính quyền thành phố có thể nhanh chóng đưa ra phương án khắc phục kịp thời. Nền của đường Hoshin 1 ở quận Kidu, thành phố Keelung liên tục bị sạt lở. Chiếc ô tô đang bị dòng thác bùn vàng tự nhiên ở Nehu, Đài Bắc xối xuống. Bão Nisat mang theo mưa lớn và lũ lụt đã xảy ra ở nhiều nơi ở thành phố Đài Bắc vào ngày hôm qua. Một số cư dân mạng đã đăng một video lên mạng Internet. Một thác bùn màu vàng xuất hiện trong một con hẻm miền núi ở quận Nehu. Nó đã tuôn trào từ một con thác xuống dốc. Một thác nước bùn màu vàng đã xuất hiện trên sườn đồi Nehu ở Đài Bắc và một chiếc ô tô màu trắng đậu bên dưới đã bị cuốn trôi một cách thảm khốc. Đường hầm Khang Lê ở quận Nehu, thành phố Đài Bắc bị sập vào khoảng 4 giờ chiều ngày hôm qua và đất ở trên sườn đồi đổ xuống đã tràn vào đường hầm. Chính quyền thành phố Đài Bắc cho biết rằng do mực nước của suối Nasang Sinfeng lên nhanh dẫn đến thảm cảnh trên. Hiện nay mực nước đã giảm xuống, Sở Tài nguyên nước cũng đã mở cổng đường Nansen Kiao vào lúc 5 giờ 50 phút sáng để cho phép lưu thông. Đường hầm Kangu bị sập do mưa xối xả vào ngày hôm qua, đá và cây rơi xuống làm tắc ngã tư và sáng ngày hôm nay giao thông đã thông suốt. Tại cộng đồng làng núi Piget ở quận Xinji, thành phố Tân Đài Bắc bao gồm làng 3 và 6 của phố Piget. Vào chiều ngày hôm qua đã xảy ra một vụ lở đất, cửa sổ sắt của ban công bị các mảnh vỡ đập vào. Rất may là không có ai bị mắc kẹt hoặc bị thương. Sở cứu hỏa Đài Bắc và cảnh sát đã được thông báo và ngay lập tức đến hiện trường để hỗ trợ sơ tán khoảng 110 người. Tuy nhiên vẫn còn khoảng 70 người tại ngõ 6 phố Ơn chưa được sơ tán. Do khu vực xảy ra sạt lở gần với tháp đường dây cao thế Thai Power nên Thai Power đã cử người đến hiện trường để xử lý. Còn chân tháp thì được phủ bạt chờ xử lý với các đơn vị liên quan. Vụ sạt lở đất của biệt thự Bá Tước ở Xinji Tân Bắc khiến mái dốc của biệt thự Bá Tước Xinji bị sập, đất và đá lở xuống bên cạnh hông nhà. Quận Xinji của thành phố Tân Đài Bắc hôm nay cũng đã trở thành một khu vực bị ngập lụt nghiêm trọng, bao gồm đường Cát Lâm và Phu San, đường Nan Sinh, đường Renai và đường Đa Tông ở quận Jinshi. Xinbei Jinshi cũng xảy ra tình trạng ngập lụt, nhiều ô tô ngập trong nước chỉ còn trơ lại nóc. Bức tường núi phía sau ngôi nhà trên ngõ 281 phố Nanwan, Keelung bị sập, dòng bùn tràn xuống và tràn vào nhà, 16 hộ dân phải sơ tán khẩn cấp. Theo thống kê của văn phòng, có tổng cộng 10 hộ gia đình với khoảng 20 người đã được sơ tán, 6 hộ gia đình khác nằm trong khu vực cảnh báo đỏ của sạt lở đất và buộc phải sơ tán. Tất cả 16 hộ gia đình được đưa vào nhà người thân hoặc nhà hàng lánh nạn. Vào ngày hôm qua, 20.000 mét đường cao tốc Bihang trên tuyến số 7 của Đài Loan bị sập, con đường đã được thông và 254 người đã thoát nạn. Ở miền Trung Đài Loan, mưa xối xả dẫn đến sự cố sập một số đoạn của đường cao tốc Bihang trên tuyến số 7 của Đài Loan, khiến 254 người mắc kẹt. Tổng cộng, đường bộ cao tốc Bộ Giao thông cho biết rằng đoạn 0K+500 bị sập trên tuyến 7A Đài Loan đã được thông xe vào khuya ngày hôm qua và các hành khách bị mắc kẹt đã được các phương tiện chính thức của Tổng cục Đường cao tốc hỗ trợ đưa đón và đi vào sáng sớm ngày hôm nay. Ngoài ra, điểm sập đoạn Yinxi của đường cao tốc Bihang sẽ được thông tuyến vào chiều hôm nay.
Tổng cục Đường cao tốc cho biết trận mưa lớn do hoàn lưu ngoại vi của bão đã đổ bộ vào thị trấn Đa Tông Gia Lan và một trận lở đất đã làm sập và chặn đoạn 86,5km của đường cao tốc Bihang trên đường số 7. Đường đã bị chặn và thảm họa tiếp tục mở rộng, sạt lở diện tích lớn tại 0K+500 đường 7A phía sau, sạt lở với 20.000 mét khối đất đá, tổng cộng 254 người, trong đó có 84 xe khách và 10 người bị mắc kẹt. Tổng cục Đường bộ cho biết rằng 4 máy móc, công cụ ở đoạn núi Độc Lập đang đồng loạt dồn về hai đầu tuyến 7A Đài Loan, khối lượng sạt lở ban đầu chỉ 5.000 mét khối, dự kiến 11 giờ 11 phút sẽ thông đường. Tối ngày hôm qua, diện tích sạt lở lại tiếp tục tăng lên 20.000 mét khối. Do đó, trung tâm ứng phó của quận đã đồng thời được thông báo để yêu cầu bố trí người và phương tiện bị mắc kẹt tại chỗ để hỗ trợ bổ sung vật tư. Một sở chỉ huy tiền phương cũng đã được thiết lập tại hiện trường để lên lịch vận chuyển các thực phẩm thiết yếu và cung cấp cho những người bị mắc kẹt. Cuối cùng, đường cũng đã thông vào khoảng 12 giờ đêm qua và mở cửa cho các phương tiện bị mắc kẹt di chuyển ra khỏi tuyến G51 theo hướng Khuy Lan. Người và phương tiện đều thoát khỏi sự cố. Tổng cục Đường cao tốc cho biết khi các đồng nghiệp trong bộ phận công cộng hỗ trợ người dân sơ tán, họ đã kiểm tra từng phương tiện xem có cần tiếp nhiên liệu hay không và cung cấp các nguồn cung cấp như nước uống và lương khô. Tổng cục Đường cao tốc cho biết vào ngày hôm qua, các máy móc hạng nặng đã được điều động để tiến tới đường số 7 của Đài Loan nhằm hỗ lực hết sức để đi qua đường cao tốc Bắc Thành. Theo thống kê của Tổng cục Đường cao tốc, tính đến 7 giờ sáng nay vẫn còn 4 tuyến đường cao tốc bị ảnh hưởng bởi thảm họa, bao gồm sự cố sập đường cao tốc Bắc Thành 49,8km Đa Man, tuyến Thai 7 quận Phú Sinh, thành phố Đào Viên và đoạn 47K-50K sẽ bị đóng cửa cho đến 12 giờ trưa ngày mai. Lúc đó, 4 điểm sạt lở và dòng chảy bùn đã bị chặn tại 86,5K, 86,7K, 86,9K và 87,3K của đường cao tốc Bắc Thành, số 7 Đài Loan, thị trấn Đại Đồng, Gia Lan County, dự kiến sẽ được thông vào lúc 12 giờ trưa hôm nay. Tuyến 0K, 0,5K, cầu Bai Tao bị sập và bị tắc, dự kiến sẽ được thông vào lúc 10 giờ sáng nay. Đá lở gần 181K Gulu trên tuyến 20 thị trấn Hai Đoan, huyện Đài Đông đã bị phong tỏa và dự kiến sẽ được giải tỏa vào lúc 10 giờ sáng nay. Vào sáng ngày hôm nay, trong lúc khẩn trương chạy trên đoạn Jinshi của đường cao tốc Beheng, một chiếc máy xúc đã vô tình bị dòng lũ bùn cuốn trôi. May mắn là những người điều khiển đã kịp thời thoát ra ngoài trời mưa. Sạt lở đất diện rộng ở đoạn Khi Loan của tuyến Thai Chi Ba. Thưa quý vị, sáng nay, Cục Khí tượng cũng đã đưa ra một báo cáo đặc biệt về mưa lớn, trong đó khu vực Gia Lan cần phải đề phòng mưa siêu lớn tại đoạn 86,5km của đường Jinshi, thị trấn Đại Đồng, Nghi Lan của tuyến 7A Đài Loan do bị ảnh hưởng bởi tác động hoàn lưu của bão Nisat. Mưa xối xả mấy ngày qua đã xảy ra một vụ sạt lở đất đá trên diện rộng vào lúc 4 giờ chiều qua. Một lượng lớn đất đá chảy xuống gần như nhấn chìm toàn bộ đoạn đường, khiến con đường cao tốc Bắc Xuyên bị chặn theo cả hai hướng, hiện trường vụ sạt lở bụi bay mù mịt. 4 nhân viên y tế của bệnh viện Ludong Notre Dame đã bị mắc kẹt khi họ gặp phải một trận lở đất trên đường trở về từ chuyến du lịch trên núi. Một chiếc xe buýt du lịch khác vô tình bị cuốn trôi nhưng rất may không có ai bị thương, cũng đang chờ cứu hộ tại hiện trường. Tổng cục Đường cao tốc cho biết đội ứng cứu khẩn cấp đã được thành lập, nhân viên và thiết bị đang được điều động để tăng cường sửa chữa khẩn cấp. Cũng bị chịu ảnh hưởng tổng hợp của bão Nisa và gió mùa đông bắc, trời mưa lớn ở Nghi Lan vào ngày hôm nay và mực nước dâng cao khiến khu vực Jisho của làng Kishan, thị trấn Yushan bị bao phủ bởi nước và nơi sâu nhất ngập 80cm. 8 du khách bị thương, cơ quan cứu hỏa đã điều động người để ứng cứu. Lin Deking, phó giám đốc Cục Quản lý Tài nguyên nước thuộc Bộ Kinh tế cho biết, mực nước của suối Lan Yang dâng cao vào lúc 5 giờ 30 phút sáng và mực nước của hệ thống thoát nước Jinju cũng giống như vậy. Do địa hình thôn Kishan, thị trấn Yansan, huyện Nghi Lan là vùng trũng thấp, đợt mưa lớn kéo dài suốt đêm và tập trung ở thị trấn Đa Tông khiến mực nước dâng cao, dòng suối ở thôn Kishan, thị trấn Yansan bị ngập lụt. Trợ lý đặc biệt của Jiang Shengde và những người khác cho biết họ đã đến hiện trường để hiểu rõ tình hình cụ thể và có báo cáo về lũ lụt ở nhiều nơi ở Nghi Lan và hầu hết các ô tô bị ngập trong nước. Người dân địa phương cho biết buổi sáng thức dậy thấy nước đọng trước cửa nhà, mực nước sâu hơn 80cm. Tại nhiều khu vực trũng thấp gần đó, ô tô gần như bị thiêu rụi, đầu máy cũng bị ngâm nước. Cư dân tầng 1 tháo chạy lên tầng 2 trong tình trạng hết sức lúng túng.
Sở Cứu Hỏa huyện Nghi Lan sáng nay nhận được tin báo rằng một nhà nghỉ chỉ phục vụ bữa sáng trên đường King Hua 2, thành phố Nghi Lan bị ngập nước, 8 du khách bị mắc kẹt trong nhà trọ, không thể thoát ra ngoài, 2 chiếc ô tô bị ngâm trong nước và không thể khởi động được. Sở Cứu Hỏa lập tức cử người lái xuồng cao su vào khu vực thiên tai, hỗ trợ 8 người dân sơ tán, tạm thời được đưa vào trung tâm ứng phó thảm họa thành phố Nghi Lan. Sở Cảnh sát Nghi Lan sáng nay nhận được tin báo lũ lụt đã lập tức đến hiện trường kiểm tra. Do đường ngập nước sâu nên các phương tiện không thể đi qua được. Chốt giao thông được lập ở hai bên cầu Phúc Châu để kiểm soát giao thông. Chính quyền quận Nghi Lan tuyên bố rằng họ sẽ bơm nước trước, sau đó sẽ thảo luận giải pháp với Cục Quản lý Nguồn nước và Văn phòng Quản lý Nghi Lan của Cơ quan Quản lý Bảo tồn nước Nông nghiệp xử lý. Theo báo cáo của Thông tấn xã Trung ương, Lin Deking, Phó Giám đốc Cục Quản lý Sông thứ nhất của Cục Quản lý Nước thuộc Bộ Kinh tế, chỉ ra rằng mực nước của suối Lan Yang bắt đầu tăng trước 2 giờ sáng hôm nay vì hệ thống thoát nước từ Jinju vẫn có thể được xả qua hệ thống thoát nước tự chảy. Vào lúc 5 giờ 30 phút sáng, mực nước sông Dương Tây đã tăng lên và mực nước thoát nước của Jinju tương đương với mực nước thoát nước ở Tây Châu. Nhân viên quản lý cửa khẩu ngay lập tức đóng cổng để ngăn nước từ suối Lan Yang chảy ngược vào Tây Châu để thoát nước, đồng thời đóng cổng dẫn nước nên gây ra ngập úng trên diện rộng. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất trong những bản tin tiếp theo. Quý vị hãy đăng ký kênh Tin Mới để theo dõi. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.